Làm nem, mới có bà vào đi làm nem. Ơi. Hùng Bình ơi, em có phải là khách quán chị không? Em phải là khách quán chị không? Để chị trả lời câu hỏi của em. Em hỏi chị là chị đi như vậy á, ai kiểm tra chất lượng quán ăn nhà chị á? Nhà chị ấy, buôn bán là 12 năm. Số ngày mà chị có mặt tại quán ấy, nó đếm trên đầu ngón tay. Em ạ, chị có ở quán hay không có ở quán ấy, chị vẫn điều khiển từ xa em ạ. Tầm này công nghệ, người ta công nghệ đến nơi rồi, ai còn phải có vẻ hồn đâu người đó thì mới là kiểm soát được chất lượng hàng hóa em. Bây giờ đâu phải là cái thời ngày xưa. Chị đâu, em đi ra quán ăn gặp chị mấy lần rồi? Hay là chưa gặp lần nào? Em qua quán chị ăn gặp chị lần nào chưa? Đấy, chị hỏi thật. Có những khách nhà chị ăn 10 năm chưa gặp chị luôn ấy. Có những khách ở Sài Gòn ăn 10 năm là một tháng trung bình ăn 2 hoặc 3 lần mà còn chưa gặp chị. Đó, bắt đầu này. Chỉ mọi người làm nấm. Đó. Nấm. Lạc đang làm miến nhất là hôm nay là làm. Đây là nấm hương này. Nấm hương rừng này. Đó, nấm hương rừng hôm nay sẽ làm một món nem. Đúng rồi, giọng chị ốm thôi Thảo. Đó. Ok, Leila Lu, chào em. Chị sang đây ấy, là để cho kín đi học em ạ. Chứ còn ở bên này thì dĩ nhiên là buồn rồi. Bây giờ niềm vui đấy, nó rơi vào những cái việc như thế này đấy mọi người ạ. Thông thường ở Việt Nam thì không phải làm. Tại vì ở Việt Nam nó có nhân viên, có giúp việc, có làm cho mình. Nhưng mà sang đây mình mà không làm mình buồn lắm. Mình sống một đất nước mới, một đất nước lạ. Mình không biết tiếng, mình không biết đường. Mình chỉ có chồng mình và mẹ chồng mình là người thân duy nhất. Nên là cái việc của mình ở xa quê hương của mình ấy, nó là một điều rất mệt mỏi. Nhưng mà em muốn con em nó có một chế độ học tốt. Ok, welcome. Welcome đất nước Mỹ. Đúng rồi, sao bị sốc nhiệt thời gian sốc nhiệt em ạ. Nên nó bị ho. Đó, nên là niềm vui của Trang bây giờ chính là nấu ăn. Chào chị Minh Huy, chào bạn. Ở một đất nước xa xôi. Thật sự như này, nếu như mà sang đây mà không có việc gì làm mà chỉ có chết thôi. Đấy, nấm hương rừng này. Nhà có nấm hương rừng này. Hóa ra mới phát hiện ra, mẹ chồng mới bảo là cạnh nhà mẹ chồng có một chị người Việt Nam, người miền Tây. Chị hay cho đồ ăn.
Hôm nay chị cho nhà một bát mắm chưng. Chào chị Trần Hằng. Chào mọi người ở Việt Nam. Cherry Nguyễn, hôm trước chị bà đi dự định cư ra sân bay khóc quá trời. Chị có khóc đâu em. Có gì đâu mà khóc. Chuyện rất bình thường. Câu chuyện rất bình thường. Mộc Nhĩ này, nói chung là vì tương lai của Kiến thôi mọi người ạ. Chứ sống bên này chồng em cũng đi làm từ sáng đến đêm mới về. Cả ngày, may mà có bà mẹ chồng chứ không chắc tôi khi này tôi xì chết được trầm cảm tôi chết. Chồng em còn hợp với em một khoản ăn uống liên thuyên, nhưng phải bà mẹ chồng mà không ưa, úi dồi, người ta nói là cuộc đời không khác gì tù ngục. Ok Sophia Võ, chị mới đi Costco về. Đấy mọi người thấy không? Đây, nấm hương rừng nhé. Nấm hương rừng bên em bán là nấm hương rừng Sapa. Măng rừng bán măng rừng Tây Bắc. Nên là mọi người mua đồ nhà ăn nhà em. À, cái này là chị khuyên mọi người này. Ai mà đi định cư ấy, cái này không phải nói để bán hàng. Các chị có thể mua chỗ khác, không phải mua nhà em. Các chị tìm mua cái nấm hương này. Sang bên này em không thấy người ta bán nấm hương này nhá. Em đi ba cái chợ người Việt rồi, người ta không bán nấm hương rừng Sapa này. Người ta bán nấm Đông Cô. Rất là to và không thơm. Nên cái này ấy, mọi người không cần mua của em, mọi người cứ sợ ở Việt Nam cũng được. Ai bán người mua cũng được. Nhưng mà nếu mà đi định cư ấy, hoặc là đi sang về Việt Nam ăn Tết các thứ mà đi chơi ấy, Thì mọi người mua cái nấm mương rừng này này. À, video hồng vùng kín á, em mua thì nhắn với chị có bán. Chứ vùng kín làm sao chị quay video cho em xem được. Bé hồng vùng kín là N1. Giáng đi, chị ở vài năm chị quen sẽ cảm nhận được. Chị qua thời gian nhập hàng qua đây bán chị ạ. Ồ, cũng có một số người chỉ chị về cái con đường nhập hàng sang Mỹ bán. Và chị nghĩ rằng là với một cái người mà tư duy của chị ấy, là cái người không xăm soi việc mình làm, sống cuộc đời của mình. Nhưng chả qua có một số đứa nó cứ thích xăm soi mình. Nó tát mình chửi chúng nó bảo mình khẩu nghiệp. Giống như nãy có một con ấy, nó xem livestream ngày nào nó vào xem nó comment à. Nó hỏi mình là ở bang nào, mình bảo mình ở Tennessee rồi. Nó cứ hỏi mình ở thành phố nào, mình bảo là chị cũng không biết tên đọc ở thành phố gì vì mình không biết tiếng Anh. Nhưng nó bảo mình là thế chị hỏi mẹ chồng chị đi. Em biết, em muốn biết chị ở cái thành phố nào. Mình mới chửi cho đấy. Mình bảo là cái thứ nhiều chuyện. Em sang Mỹ lâu rồi mà em cũng không học được cái thói văn minh của người Mỹ. Đó là gì? Chõ mõm và hỏi quá sâu về của người khác. Có nhiều người ấy, phải hiểu cái này. Cái này gọi là không phải người Việt hay người Mỹ. Cái điều cơ bản. Em mua nấm rừng nhà chị về làm giúp nấm thơm lắm, đúng rồi. Ông mới chỉ chị cái. Người ta đã né, người ta không muốn nói rồi. Đấy, thực tế là cái điều tối kỵ của người. Một con người là hỏi quá kỹ về địa chỉ nhà, số điện thoại, mức thu nhập, rồi công ăn việc làm của người ta. Hỏi, có nghĩa hỏi chị, nó hỏi 3-4 câu chị đã bảo là thực tế là chị không có biết. Tại vì khi chị sang đây để chồng chị đón, đến lúc chị vào nhập định cư thì chị cũng đưa cái địa chỉ mà người chồng chị viết cho cái ông hải quan gì đấy. Ông nhập cho chị có biết đâu, có biết viết tiếng Anh đâu. Nhưng mà cái con đấy nó vô duyên, mọi người hiểu không? Chửi nó là kiểu gì nó cũng bảo mình là ngập khẩu nghiệp. Em đang sang xếp làm suốt gần như cả năm trời như châu bò. Có một thằng Nga nổ súng chết 16 người ghê đấy. Tiểu bang chồng chị bình yên lắm. Chị cắt thọc xé nhỏ ra xào lên thật khô làm như rút thịt. À ok.
Ồ, keo đi Trần, em nói chị mới biết là đấy. Nấm hương rừng thì chị lại biết rồi, nhà chị bán là phải bán đồ xịn, đồ ngon chị mới bán. Chứ không bán mấy cái đồ linh tinh. Nấm hương thì thơm lắm. Đúng rồi, nhưng tên khẩu vị phải mấy đứa như vậy không sai. Có rất nhiều đứa mình chả quen, chả biết, hỏi kỹ hỏi những để làm cái gì. Nấm bên chị bán bao nhiêu một ký, chị không nhớ lắm, nhắn tin hộ chị được không? Nhà bán nhiều món quá em ạ, nên nhiều khi chị không nhớ được hết. Tiểu bang của em là 2 giờ 20 phút chị, là Tennessee đó chị. Ở Sài Gòn bà Trang một tuần vào bếp mấy lần? Ừ, một tháng vào được một lần nấu tôm mì tôm thôi em ơi. Dạ, em nướng chanh nên em biết mà chị. Để tí nữa em vừa mới ấy 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 ấy, ấy gừng. Nhưng mọi người thì đúng không? Nhiều người vô duyên. Cũng như là thà nó bảo là hôm nào chị xem địa chỉ chị cho em biết nha. Nhiều khi mình lại ở cùng tiểu bang chị em mình gặp nhau chẳng hạn, hay cùng thành phố nghe đỡ lộn ruột. Mình đã bảo mình không biết, tôi cứ bắt mình hỏi mẹ chồng. Quen được giờ chưa, có làm gì đâu mà không quen. Với người nào không biết chị em là người quen, em quen giờ nhanh lắm. Vừa đi mua lọ kẹo ngủ nữa, vừa chạy ra Costco mua lọ kẹo ngủ. Hơn tiểu bang Washington 3 tiếng. Dạ em chưa đi, chưa chưa biết Washington ở đâu. Thế nào, có hai Washington. Một cái Washington cách 7 tiếng là Washington của chị Quế Lương nhà mình ở. Đúng không nhỉ? Em ở San Jose à? Có quà ảnh cũ cùng chị muốn khoe à Hân à? Hân xong. Em ghé ăn bún đậu gặp chị đúng không? Đó, giờ ngâm miếng. Đó, miếng nhà em bán này. Vâng, thông tin cá nhân ở Mỹ nhạy cảm không ai hỏi vậy. Nhưng mà cái con đấy nó cứ thích hỏi, chị hiểu không? Em nói thật với chị này, không phải là em không nói đâu, bởi vì là chồng em không thích. Bởi vì thông tin cá nhân là không muốn nói. Ok, cái tiểu bang ok, có thể nói với mọi người. Nhưng mà mọi người hỏi địa chỉ nhà này kia nó khó chịu lắm. Mình có người văn minh lên. Đó, miến này. Rồi. Chỗ này hơi ít miến. Lấy thêm miếng miến nữa. Đúng rồi, bên này luôn em, chào Duy Anh. Bạn em biết đấy là có người ta biết địa chỉ nhà rồi cả nhà đi chơi đến đập cửa nhà, đập nhà lấy đồ. Úi rồi thế là em. Đấy đấy. Nên mọi người đừng có bảo vì sao mà cứ hỏi chị nhà ở đâu. Thông cảm nhé. Đó. Chị cũng tên Trang xong đi học đổi tên cho bớt nóng. Muốn hỏi chị sao nhà Trang chơi gấp chắc gì được chơi ở nhà em với chị. Em
em nói chung em là người rất dễ tính, dễ gần, nhưng không nghĩa là muốn muốn gần em mà được đâu. Cái máu chó điên mà. Đó. Miến này. Đúng rồi, cuộc sống hơi buồn nhưng mà văn minh đấy, đổi lại vừa lấy có một bà không văn minh tí nào luôn. Hỏi quá trời hỏi. Địa chỉ cho người ta, trời thần. Đó. Nhà mình có cái bào ấy, cà rốt không mày? Dạ. À, tàu cộng cộng có không? Đúng rồi. Tàu cộng cộng thì bình này, tại vì cái này thì bình thường xả, cái này nó xả lại đây. Cộng bởi cộng to, cộng gì đó, cộng to. Đúng rồi, con lấy cộng nữa đó. Đây, cộng này nó nhiều nhiều không, nãy này nó nhỏ nữa nha. Gợn ngược lại. Con biết rồi, nhìn biết rồi. Chùm cái này bên thầy bên chú trước này làm. Thì đó. Thì giờ nó chạy tao thôi. À đúng rồi đấy, cho địa chỉ nhà, nhiều khi mình đi đâu sang trộm đồ. Vấn đề cái con đấy mình thấy nó là ở, nó cũng ở cái tiểu bang của mình, nó ở thành phố nào thì mình không biết. Nhưng mà nó có hỏi kỹ quá mình mới chửi cho, mình không phải có cái mail gì đâu mà phải giấu. Nhưng mà vấn đề nó không đủ thân thiết để nó biết nhà mình. Bên em là 2:30 chiều các chị. Nhà bên Mỹ nó không phải nhà chung cư mấy chị ạ. Mấy hôm nữa nó còn hỏi đến vay tiền bà mẹ. Điên dữ vậy hả? Em nhớ là rất vui tính. Nhưng không có nghĩa là dễ tính đến mức để mà tiếp cận được. Ví dụ như ngay cái chuyện đi nhậu, có rất nhiều người thấy em hay nhậu. Đấy cứ kêu là gì? Ờ, Trang ơi, Trang nhậu vui quá, hôm nào đi nhậu với anh, đi nhậu với chị. Nói thẳng luôn, không bao giờ nhậu với người lạ. Dĩ nhiên là phải có lạ mới thành quen, nhưng mà em chỉ nhậu với bạn bè của em thôi. Cùng nói chuyện là thế đấy, chị cũng hại nhau, người Việt mình bên này toàn hại nhau đấy, rồi ghê vậy. Vãi trưởng vậy. Không, cái thơ cơ cho đi tắm mệnh. Không phải, dầu mà. Hai bên mệnh. Ồ, bên chị 8:30 tối à? Chị Dung chị ở đâu? Chị ở đất nước nào mà 8:30 tối nhỉ? Bên đây ai mà hỏi địa chỉ trừ khi nào mà bạn bè thân thiết gia đình thôi đấy. Con đĩ đấy là vô duyên đấy đó em. Quay tự dưng mình chửi ở đâu em? À chị nên xếp ạ. À, à em chưa đi đấy đất nước đấy bao giờ chị ạ. Ờ bữa nào ghé Cali thì sẽ phải đi Cali rồi đó. Bạn bè Cali đông lắm. San Jose, San Jose gì đấy, đông lắm. Bạn bè của em thì toàn ở thành phố ồn ào thôi. Nhưng mà xưa kia em bảo chồng em là anh tìm cái chỗ nào á, ở á, định cư là mình ở cái chỗ nào mà ít người Việt thôi. Tại vì anh mà muốn em gọi là toàn tâm toàn ý cho gia đình ấy, anh đừng ở cái bang nào mà có nhiều bạn của em. Tại vì có nhiều bạn của em là em nhậu sáng lên. Em ở Hữu Ý thì em thấy mà. Em bảo anh muốn ấy là em toàn tâm toàn ý gia đình thì chọn cái tiểu bang nào thật ít người Việt, xa thật là xa. Còn không mà chọn cái tiểu bang mà nhiều người Việt ấy thì xin là Tùng Huỳnh welcome trang của WeChat bên ngoài, không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân hết, ngay cả người quen cũng không nên cho. Dạ vâng. Không không, lần nào học đi, lần nào học phải làm gì, đi con tự làm đi.
Đấy là cái của con làm nem. Đăng ký lớp học tiếng Anh dĩ nhiên rồi em. Em được hỏi chị liền không nha? Mà lấy cái nỏ cho con chị không? Vâng, con xin liền. Một nhĩ nó mương. Làm nem bắt ở Việt Nam là có cái máy, ở Việt Nam nhà có cái máy, thế là cứ thế là nhịn ra thôi, còn bên này không có cái máy để thái tay. Không phải cho luôn, chảo không dính ngũ được rồi mẹ. Cái chảo không dính ngũ được. Đấy cái nồi gì? Cái nồi này nè, nó chiên á, bất cười lắm, hay lắm. Con cứ thả đây đi, con ở không rồi con nội đó con làm gì làm. Đây. Con sao mày nhắc lên cái gì? Hả? Đúng rồi. Con không có thảy, con thảy nó vô, con sóc nó đó. Không cần đâu mẹ ơi. Con sóc nó cộng vậy nè, con đẩy vô. Đây. Nước dầu nó sôi con đẩy vô, nó đẩy vô vô. Không, con dùng vậy đó. Con cứ đẩy về đi rồi con mở, không chửi ai cũng được hết. Không chỉ là không cần dùng cái đấy đâu. Không cần, con thấy nó hiện đại quá thôi. Trong đó là mình có cái chảo nhiều lắm, cái chảo cũng con thấy rồi, con thấy rồi. Chảo cũng có chảo. Thôi con cứ dùng mấy cái chảo cổ truyền đi. Nó muốn chảo cổ truyền thì con dùng cái này. Cái nồi chiên đấy của mẹ để chiên khoai tây. Thì chiên gì cũng được hết á. Nó sắp ra sắp vô. Ồ trời, chảo bánh chiên nó đảo quá. Mình khỏi từng giờ nó khỏi chảo luôn á. Mẹ chồng tôi bảo là con để cái chảo này này. Con để cái chảo này này. Con chiên, con chửi hay con chửi. Bi bà làm gì đấy? Thấy mẹ chồng em không? Mẹ chồng em bảo là chửi ai cứ chửi, chỉ chết mẹ chồng đi. Gây sự với bà là con chửi thoải mái. Chúng có gây sự cũng chửi thoải mái. Trời ơi, bà đang ở New York hả? À? Cái bà có sang thăm tôi không? Xong qua bà Canada mới bà New York rồi. Chồng em biết tính em mà không dây dưa với ai. Phải chị Trang ở Nam Cali mở quán bún đậu mắm tôm thôi. Em ơi chị nói thật này, chị kiếm tiền đủ rồi. Nói thật ra này, nếu để sống cuộc sống yên bình, cái này không phải tinh tướng. Nếu để sống một cuộc sống yên bình tại Mỹ như thế này này, không cần làm gì luôn, tháng vẫn cất đi mấy trăm triệu. Nếu như mà chỉ sống ăn với cả là nghỉ ngơi như này này, tại bên này người ta cũng không đi du lịch nhiều như mình. Ở Việt Nam mình thích đi đâu mình đi, thích làm gì mình làm.
Ok chị hẹn Diệp đi. Qua Tết Tây thì chị em mình gặp nhau. Lúc mà Kiến cũng đi học thì mẹ chồng đưa Kiến đi học chăm sóc dùm em. Thì em lượn lượn. Ok chị, tại vì là em đợi phải qua lễ. Mọi thứ ổn định qua lễ này kia rồi Kiến vào học này kia đã. Mình có muốn đi đâu thì cũng phải ổn định mọi thứ cho Kiến nó quen với không khí thời gian bên này. Nhập đồ Việt Nam xong bán cho nó buồn đấy mà. Ở Mỹ đông người Việt chắc như cầu lớn năm ấy. Ở Câu Âu cũng không có đông người Việt như ở Mỹ mà. Em hiểu mà. Nhưng mà vì là do em chưa có biết tiếng Anh, em không biết ship như thế nào. Em cũng chưa, từ từ chị. Em nói thật với cái tính cách của em ấy, em đâu có chịu ngồi không đâu các chị. Em sang đây có ngày nào em ở trong nhà không đâu. Em cũng lượn khắp nơi. Em cũng muốn đi nhòm người ta làm gì thế này thế nọ thế trai. Em là một con người không phải ngồi không. Đó. Cho nên là cái tính cách của em ấy, chỉ là em cần học tiếng Anh, em biết này biết kia rồi em sẽ làm ăn. Nhưng mà vì mình phải có cái công việc để mình đỡ buồn, chứ không phải là mình ngồi mình ăn không. Buồn cười nhất mấy con anti nó bảo em là gì, không ăn chặn được từ thiện nên đi sang ăn bám thằng chồng, cười vẫy vãi đái linh hồn. Các bà thì cái bọn anti nó ngu không? À, Điệp á, em chưa biết Điệp gọi em chưa chị. Tại vì từ sáng nay em chạy đi ra Costco mua đồ. À các chị thấy bọn anti nó ngu không? Nó bảo em là không ăn chặn được từ thiện nên phải đi sang Mỹ để ăn bám chồng, đồ má ta cười. Tao một cười một sản má linh hồn. Đã là ăn chặn từ thiện có đến 5.000 tỷ rồi ấy, thì chả cần làm cái công quặc gì cả. Giờ người ta làm gì để buồn thôi. Cho đỡ buồn thôi mấy má ơi. Chị sách xả mực sang Mỹ bán đi ạ. Ồ. Phạm Lăng Lâm không phải bỏ qua mà ăn tí ngục mà thấy chú mót mình thấy buồn cười thôi. Vâng, chị Dung Trần buồn cười nói là mẹ tiêu tiền ở Mỹ kiểu này ấy, em nói thật với chị, mẹ có đáng bao nhiêu cái thu nhập của em ở Việt Nam. Dầm ba khứ đít, mẹ mấy con dở. Chị My ạ, mẹ mày đéo hiểu chúng mày nghĩ gì luôn. Chúng mày nghĩ là em dăm su ba vạn này à, đồ má cười xỉu, sảng má. Ho muốn chết. Cái mộc nhĩ phải thái nhuyễn nhé. Ở bên Mỹ này người ta văn minh lắm mọi người. Phải công nhận. Đi vào siêu thị họ nhường nhau. Welcome rồi. Cái gì no problem. Bên này chưa có tuyết em ạ. Lạnh thôi nhưng chưa có tuyết, lạnh quá. Trời ngoài trời thì vẫn nắng nhưng mà lại rất rét. Thiên hạ giờ nhiều dành hàng lắm. Bên chị tuyết rơi quá trời. Trời thần ơi, lạnh lắm đúng không ai? Bọn dành hàng bây giờ thì đông mà lại không hề nguy hiểm. Bọn dành hàng đông không hề nguy hiểm như chị ha. Để lại một chút để ngày mai, hôm nào làm thịt nấu đông, có dưa chua mai đi một chợ. Mai thứ sáu đi chợ làm thịt nấu đông cho chồng ăn. Ôi giời ơi, gái đảm đây rồi. Các bé ơi, gái đảm đây rồi. Đó. Cắt cái này mai em ở Tennessee chị. Mai làm thịt nấu đông cho chồng.
u là trời. Thật là một người vợ thảo hiền. Mọi người ạ. Người vợ thảo hiền ngày mai sẽ nấu món thịt nấu đông cho chồng ăn với dưa chua. Thật là tuyệt vời. 10 điểm. Chồng chị không xem like chị đâu. Chồng chị bảo chị bị thần kinh mà em. Chồng chị không bao giờ xem like của chị. Còn bấm chị ở chế độ là không theo dõi. Không bao giờ xem. Lạnh thế này nấu thịt nấu đông hết sẩy cơ mà bầy. Dưa chua muối rồi. Đúng rồi chị Nguyễn Hà, bao nhiêu năm em làm việc vất vả, vất vả cực nhọc rồi chị. Em chả có lý do gì em phải làm thêm cả. Chả qua các chị cũng biết tính em bao nhiêu năm trời ấy. Em con người vất vả, cực khổ. Giờ em chỉ có gọi là sống kiểu mà xả xì chết cho mình, cho mình đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng đó mấy chị. Không ra bách ơi, cho Kiến đi học xong xuôi đi em ạ. Vâng chị Dung Trần, em bao nhiêu năm vất vả xa chồng, giờ chả có việc gì ăn ở nhà nấu. Chồng em cũng thích ăn mấy món Bắc nên là mình ở nhà mình nấu nướng. Cái này là người ta gọi, đang gọi là hạnh phúc đấy mấy chị. Chờ ông đi làm về cơm nước lau chùi nhà cửa nó cũng vui. Đúng rồi, bên Mỹ người ta nói chuyện nhẹ nhàng lắm mọi người, không có ồn ồn ào ào đâu. Đó, cái này mai này. Mai làm thịt nấu đông. Thịt này, miến này, đó, thịt này. Không em ơi, sang bên này em đi định cư, em càng ở càng lâu bao nhiêu thì con em nó càng nhanh có quốc tịch bấy nhiêu. À gì, như chị ấy, chị càng ở lâu bao nhiêu thì chị phải thi quốc tịch ấy. Có nghĩa thì bây giờ con Kiến nó đi phải có cha mẹ đi về cùng. Chị thì chồng chị thì không về được rồi, còn phải đi làm. Bên này người ta không như Việt Nam mình thích làm thích nghề gì, còn chị là phải ở đủ thời gian thì mới thi quốc tịch. Kiến đi học thì nó nghỉ xuân 2 tuần, nghỉ đông, nghỉ thu thì 2 tuần. Đi về vất vả lắm.
nên đấy lý do mà tại sao mà nhiều người ngày xưa em cũng hay hỏi xem mà chúng nó bạn bè em bên Mỹ nó lâu về thế, là vì thế đấy. Ví dụ như em này, mọi người bảo là mày có thể sang mày đi về lại thoải mái, nhưng mà vấn đề là mình muốn nhanh xong cái quốc tịch của mình ấy, thì mình phải ở đủ thời gian, mà chưa chắc mình đã thi quốc tịch đậu vì cái trình độ tiếng Anh của mình nó hơi kém. Ừ, những ý chị đang nói chị ấy chứ. Mai Ngọc chị đang nói chị đây này. Chị là phải có quốc tịch, mà chị không rời con chị đâu em. Chị không biết bảo em sao chứ riêng chị nha, con chị là một bước theo chị. Thu Huyền em ở nước nào? Ừ Hoa Hồ, nhưng chị đang nói chị đây này. Chị đang nói chị. Và chị chưa có quốc tịch, mà với cái tính cách của chị ấy, tiếng Anh không dành thì em thì không. Đường xá chả biết. Chị đâu có nhớ đồ Việt Nam thì chị biết nấu mà. Chị muốn ăn gì chị nấu cái đó. Chị có đi hay không đi thì quán xá cũng giao cho người nhà từ trước đến giờ rồi em. Chị có phải ngồi ở quán chị làm đâu. Chị bán bún đậu mười mấy năm là em gái chị nó trông. Các em chị nó trông chị thì chị phải làm. Em làm mọi thứ em kiểm soát từ xa. Hàng ngày chúng báo cáo tài chính tiền bạc cho em. Cuối mỗi tuần nó chuyển tiền cho em xong đăng. Khiếp đi siêu thị bên này toàn bánh với kẹo, sợ thế chích khít được. Em nói thật nhé, có nhiều chị vào comment như chị Hoàng Xuân ấy, phải chán lắm. Có nhiều chị comment như kiểu đó, comment cho có ấy. Em sang với chồng rồi à. Em thật mấy chị ấy, đừng hỏi những câu ngớ ngẩn đấy. Đúng rồi Cường Phạm, thi quốc tịch là phải thi. Có người thi 4-5 lần chưa được. Chỉ bớt câu chuyện làm quà, bớt xạo lồn của em cái được không chị Hoàng Sơn? Em thật, em nhiều khi em thức ghét những người xạo lồn, những người gọi là hỏi cho có. Mẹ cái việc em đi sang đây định cư em cũng đéo cần nói báo chí tự dưng dịch mẹ mày chúng cứ ồn lên rất thích cả đầu. Vì cái bọn mõm lồn ấy thì mà em nhiều khi sức đầu mệt mỏi. Em chung là giết em thì thấy chán thấy ghét. Ho quá.
Em giết nhiều khi biếng làm biếng trả lời mấy ba mấy má kiểu ù em đi thật rồi à, hãm lồn vô cùng tận luôn. Nói thật đấy, địch mẹ nhiều khi chửi bậy bảo chị bậy, nhiều má cứ hãm lồn luôn. Có nhiều má cứ hãm lồn luôn. Ừ. Em đi thật rồi à? Ừ đéo đi. Suýt đổ. Bà mẹ. Suýt đổ. Có duyên chị em mình gặp nhau ở Mỹ. Vâng. Đúng rồi, Thu Huyền nhiều má mệt lắm mà. Ừ em đi rồi à, thật không? Có thật không em? Địt mẹ muốn biết thật hay không vào Facebook người ta mà xem. Nhiều má hỏi sức hết cả đầu. Mấy má cứ làm như tôi ăn ở không trả lời mấy má. Cái này là kinh nghiệm mà khi mà đi làm bên bếp ăn từ thiện đấy. Hạt tiêu đâu nhỉ? Cái này phải hạt tiêu chờ. Cái này là tiêu trời mấy bà. Hạt tiêu phải không? Đây cái gì chờ. Muối tiêu. Hành. Quen rồi bên này rồi. Thank you.
trứng, trứng và giá đỗ. Ui, thịt bên nước ngoài mặn lắm mà, bỏ mẹ. Sao nó mặn hả chị? Sao thịt bên nước ngoài mặn nhỉ? Chờ em xíu. Chờ em xíu. Sao thịt bên nước ngoài là mặn là chị? À, ờ, đi qua méo tự dưng ở sạch đấy bà. Tôi đang đi tìm cái bao tay. À đây rồi. Bao tay đây rồi. Làm nem có cho lòng trắng không nhỉ? Làm nem có cho lòng trắng không, cho lòng đỏ thôi mà. Quên rồi. Làm nem có cho lòng trắng không? À, không cho, ok. Cho tóc vào á, trời ơi. Người trêu kêu cho tóc vào, người kêu không cho thì tóm lại là cho hay không cho. Cái này hơi cao, người đặt xuống đây. Chị cho tắt, ờ ok. Ở nhà em cũng cho tắt thế mà. Trời ơi, nấm hương nhà em ngon lắm mọi người. Cái gì trứng trào xín rộn vào ghê quá bà. Bà làm nem kiểu gì bà?
Không có mai chửi em, ta lại mày. Em đang đảo nhân. Em đang đảo nhân để cho cái thịt với cả cái miến này này nó hòa quyện vào nhau. Nấm hương mọc nhĩ cũng phải hòa quyện vào nhau. Sau đó mới trộn trứng. Nấm hương rừng là chị Đỉnh. Đúng rồi Kelly, trời. Chị nói thật này, măng này, bọn em mua măng mới đi. Măng từ măng nhuyễn hay là măng măng rừng Tây Bắc. Tất cả chỉ là ngất xỉu thôi. Tất cả chỉ là ngất xỉu thôi các bà ơi. Trời ơi, tôi đang đào. Ở đây không ai quay cho tôi. Ngon là ngất xỉu. Hôm nay em cũng làm chả giò à, tiểu đã tử. Em mua về làm giúp tầm ai cũng khen trời. Cái cốt hàng nó phải ngon lắm em ạ. Chờ tí nha. Chờ tí tôi hình như hơi ít miến không nhỉ. Bà kia bà ra bảo tôi là gì? Thịt bên này mặn hơn, tôi hơi rén. Đúng rồi, trộn đều hết cho chúng trứng xong cũng đúng rồi em. Đúng rồi, chị cũng là đảm đang hết em ơi. Em cũng xin là cô gái đảm đang nhé mấy bà. Mấy bà cứ yên tâm. Em cũng được mệnh danh là cô gái vàng trong làng đảm đang đấy. Không phải đùa đâu. Em cũng không phải vô đoảng đâu mấy chị. Cũng là một người phụ nữ đấy. À chị Nguyễn Ngọc Nga. Em nói thật với chị cái món nem này với gái Bắc nhà em ấy thì chẳng có điểm trừ đâu chị ạ. Chả qua hỏi mọi người cho nó vui thôi. Chứ còn em phải khẳng định là gái Bắc mà làm đồ ăn ấy thì khá ok đấy. Thử đi lấy trứng xào với nước mắm chín rồi trộn. Không, em không tin. Em không bao giờ tin cái cách chị làm như chị Mandy Phạm. Đấy không phải là cách làm nem của người Bắc. Rồi xong. Không ai làm nem người Bắc mà lại làm kiểu chị cả chị ạ. Đập trứng.
hơi ít hành. Có vẻ hơi ít miến. Cái gì nước ngoài làm đồ ăn lại hết rồi à? Đó, đây. Hơi ít miến. Phải có nhiều miến mới giòn. Nhiều miến mới giòn. Hành tây hôm nay đi chợ quên không mua. Hành tây hôm nay quên không mua. Có vẻ hạt nêm hơi ít. Phải thêm miếng muối tiêu nhỉ. Em cảm giác là bác kia bác bảo em là bác kia bảo em là gì? Bác kia bảo em là thịt bên này nó mặn, em không tin lắm. Tại vì với cái lượng mà gia vị tương đấy này, mà với lượng cái nhân nó phải đậm đà một chút thì chấm nó mới ngon. Chỉ có điều là mình hơi bị thiếu hành đấy. Rồi, bắt đầu gói nhá. Bắt đầu gói nhá. Rồi, bắt đầu gói và chiên. Việt Nam đang ngủ á, đến lấy cái chậu dầu. Cái chả, lấy cái chả. Ừ, lấy cái chả. Chờ nóng cái bếp lên á.
Gái đảm đó, liên hệ nhà em. Ui giời. Đây là bánh đa nem, cái này em ăn hẳn một tí. Tại vì em xa hơi lâu. Em đi định cư ấy mấy chị. Cái mà em mang nhiều nhất đó là nấm hương, miến, măng và bánh đa nem. Tại vì ấy, em đi sang bên này này, tại sao mà em lại thấy anh Long, Lê Hoàng Long anh của em ở bên Mỹ. Anh ý mỗi lần về Việt Nam anh nhờ em mua 3 cân này, vì anh rất thích ăn món này. Bánh đa nem ở nhà em này, đó. Rất mỏng, nhưng mà rất dai. Đó. Em đi sang bên này, em thấy có mấy cái bánh đa nem kiểu 3 cô gái hay 5 cô gái gì đó ấy. À, chị nào á, mà về Việt Nam ghé quán bún đậu nhà em á, mua bánh đa nem, nấm hương, miến, chỉ có gọi là ngất xỉu thôi. Em mang 7 tủ. Tất cả mấy tủ này của mẹ chồng em là em để hết nem, miến, nấm hương nhà em á. Để làm gì? Em sang đây em xác định đi định cư ấy, là em phải vác cái thây em, cái mồm em ăn. Đó, hôm nay là em không biết là mọi người vuốt cái bánh đa này bằng cái gì. Đó, nhưng mà bình thường nhà em mà vuốt bằng nước. Em sẽ lấy một bát nước. Đừng ai nói em là dơ nhé. Tại vì cái đấy là quen rồi. Nem này. Ừ. Bên này không chả cần được ăn to thế. Hôm nay làm hơi nhiều nem để gì ạ? Gửi cho bà hàng xóm. Cái chị hàng xóm bên này, bà nhà hàng xóm nhà chồng em ấy. Là họ trước giờ ấy, là họ hay biếu đồ ăn bên nhà mình. Thì hôm nay em làm nem. Em biếu lại họ. Không biết là họ là người Nam thì họ thích ăn nem Bắc không đấy. Nước này, đó. Nem thì nhân nem thì đơn giản thôi. Thịt, miến, nấm hương và cái vỏ nấm hương này, mộc nhĩ này, thịt, cà rốt, có thể làm bằng củ su hào hoặc là bằng củ đậu á, là củ khoai mì ấy. Đó, cái bánh đa nem này nha, mọi người cuốn chặt tay này. Cái này em đã ủ chưa, em đã cuốn hơi nhỏ, cái đầu tiên thất bại do lâu ngày chưa cuốn, thông cảm. Người con gái lần đầu làm dâu thông cảm nhé. Rách cho mẹ cái đầu tiên rồi. Rách mẹ cái đầu tiên rồi thì gói lại từ đâu. Thôi chết mẹ rồi. Có tôm khô. Nhưng bây giờ ngâm kịp không trời. Bây giờ em. Trời mẹ thần Trang ơi là Trang ơi. Bà mẹ nó nữa. Bảo sao mình có thấy thiếu cái gì. Tôm khô chờ tí. Chết mẹ rồi. Tôm khô quên. Lục nghe đủ má lục nghe. Quên. Tôi quên. Tôi quên. Hết sức thông cảm.
cho đối tượng lần đầu làm dâu. Tôi quên với bà ơi, đây là tôm đất nha, đây là tôm đất loại to đó, cái này là khác hẳn với cái tôm ngoài chợ chúng ta mua nha, thấy không, thấy con tôm không? Quên mấy má ơi. Tôi sang đây hộp tôm khô ở đây 13 ngày hết từng đây. Ăn mỗi đây. Tôm khô tôi tôm đất cái bà. Tôi quên. Hết sức thông cảm. Hôm nào kho thịt kho hộp vịt cho chồng ăn. Chồng ấy thích thịt kho hộp vịt. Để cái này cho gọn. Rồi, có cần giã không nhỉ? Cần giã không mấy bà? Có cần giã tôm không trời? Bên này xả nước ào ào. Lúc tính tiền nước thấy bà nội có làm gì đâu mà thấy được bà. Sao like đứng ngoài vậy mấy bà, có đứng không? Ê, có cân giá không? Nó hơi lát à?
Nó hơi lác hay sao? Chị đâu có đi châu Âu đâu Thanh Hiền. Chị ở Mỹ đâu phải châu Âu. Đấy, vùng đất đấy đùa rồi. Sang đó thì em dịu dàng nhẹ nhàng, tại vì mọi người xem cũng dễ thương, mọi người đâu có chửi em đâu mà em chẳng dịu dàng nhẹ nhàng. Bỏ vô máy xay tỏi á, nó sẽ không ngon bằng giã đâu chị ạ. Ok chưa? Nghĩ ok chưa? Không phải thở hổn hển đâu, công hít chỉ bị nghẹt mũi. Ok chưa? Ok. Chào chị Trúc Mai. Đó, rồi nha. Làm nha. Đặt nha. Ôi chú cũng đáng yêu như vậy nhỉ. Trông tôi cũng ok. Cuộc đời này em đang tu tập đi các chị. Đoạn này em đang tu tập. Đang tu tập. Một số cái miếng nó dài.
đang tu tập. Trang ơi, mình đang tu tập nhẫn nhị. Sao là món chim mà thất bại á? Cái món này đơn giản mà chị. Cái món nem này là cái món dễ nhất. Đó. Món nem này là món dễ nhất, không có giấm thôi, chứ có giấm thì nó sẽ giòn hơn mọi người. Có giấm thì sẽ giòn. Cái bị rách. Nó bị rách. Mấy cái này đơn giản với chị. Mấy cái đồ nấu ăn này chị ba. Em chỉ không biết nấu lẩu mắm thôi. Đó, thành cái nem, ngon lành chừng nào. Dạ, bên này là 3:30 chiều chị. Bên này đang 3:30 chiều. Kín bà nội ngủ. À không, bà nội đang học bài kín ngủ. Có nhiều người ta nói nem giỏi lắm chứ. Em là một người gói rất dở. Em là một người gói nem rất dở, nhưng mà cái vỏ bánh nem em nó ngon.
Có nhiều người ta khéo lắm. Em thì không giỏi mọi chuyện, nhưng mà cái gì cũng biết biết một chút. Mình chợt nhớ ra là mấy hôm nữa có người khách bạn của chồng mình đến nhà là người Tây, nên mình phải gói những cái nem này to to một chút. Ngon rồi đó. Nhiều khi người Tây người ta ăn một miếng to. Cho nó một cái này đi. Được mẹ, nó đi sẽ được. Nó đánh nó nhiều. Bên này có lò sưởi chứ. Tạ Thu Thu nhé, bán nem bên Đức à. Đây. Thì chiên nó xương xương thôi em. Mình chiên nó kiểu chín xương xương được không? Sau đó là mình ấy. Đó. Đói bụng không? Chị Trang nghe chị đẹp đạp gió dậy sóng không? Không xem. Mấy bị điên à?
Có biết thịt nó mặn được không mặn nha. Cái này ấy là chiên im ỉm cho nó chín, chín bên trong. Sau đó là mình sẽ để nguội, mình đem sang mình biếu hàng xóm. Khi nào họ ăn họ sẽ làm nóng lạnh. Nên là lúc này chiên là chiên nhỏ lửa. Bà mẹ sao rách này. A Sếp Dương chị ở Tennessee em ạ. Đúng rồi. Chị phải để tủ đông ăn dần chứ em. Làm sao mà một lần làm cái này nó cực lắm. Chứ đâu phải là mình ấy đâu em. Mình làm một lần là làm mấy chục chiếc. Một lần là làm mấy chục cuốn. Nhưng mà để tủ đông. Xong mà khi nào ăn thì bỏ ra ăn dần chứ mẹ ngồi đấy mà. Mà vỡ nợ chết. Mà nếu mà gói chặt tay ấy, ăn ngon lắm. Cái gói nem này này, cái ăn thua là cái chặt tay nhá. Ăn thua là phải chặt cái ngón tay này này. Cái nem này chắc cái tay này này. Sau đó cái nem, đỡ không nổi. Thấy không? Thôi em ơi, em bớt bảo chị đi buôn về Việt Nam quần áo đi em à. Tầm này em còn kêu chị buôn áo khoác về Việt Nam đi chị lại cả nhà em. Bán được bao nhiêu chiếc? Em cạnh tranh lại được với bọn Trung Quốc không? Em biết là ở đây ví dụ như cái áo khoác của chị mặc là 24 đồng 99 hay là 27 đồng 98 gì đó. Đại loại là dưới 30 đồng.
dưới 30 đô một chiếc áo khoác. Thế thì vận chuyển về Việt Nam nữa thì bán nữa thì bán bao nhiêu? Đánh bại được bọn Trung Quốc không? Em ạ, riêng về quần áo của Việt Nam mình ấy, đừng nghĩ rằng là đánh bại bọn Trung Quốc. Mình ở cạnh bọn Trung Quốc là mình phải chấp nhận, mình muốn buôn cái gì mà nó sản xuất đại trà. Tỷ lệ người mà mua mấy cái quần áo ấy của mình nó sẽ là bao nhiêu? Buôn có bó không? Đó, cái này này. Đúng rồi, tháng 3, tháng 4 bên em Hoa Anh Đào ấy chị biết mà. Chị biết là Alex Dương. Dân đi buôn thì bọn chị phải buôn cái gì mà lời, số lượng lớn. Chứ mất công đi buôn mà buôn răng ba cái đồ mà... không kiếm được bao nhiêu tiền thì thôi đừng buôn. Mất thời gian em ạ. Tự dưng có cái nem bị cháy là bị vỡ. Đó. Ngon không? Đó, cái này biếu hàng xóm này. Đây là biếu hàng xóm. Còn lại gia đình ăn. Cái này vuông vắn đây này. Nhưng mà mọi người thấy công nhận không? Phụ nữ có một khi mà yêu một ai đó và thương một ai đó, người ta thường làm được mọi chuyện. Em không hề nghĩ là em sẽ làm được điều này. Tại vì em cũng buôn ba buôn nơi rồi. Tìm được người đàn ông mà thương em như chồng em là khó lắm. Em nói thật, trên đời này ấy, mà tìm được một người đàn ông mà thương em như chồng em là cực khó. Khó lắm. Nên người ta nói vợ chồng là duyên xấu đấy. Cái đứa mà tính nết như em ấy, mà được cái người đàn ông người ta thương mình như vậy, xong rồi được phước mẹ chồng thương vậy thì khó lắm. Tu mười đời. Những người mà nhìn em, theo dõi em có 10-12 năm ấy,
Nhưng mà đúng là sang bên này ấy, nếu như mọi người không làm những cái việc gia đình này, mọi người sẽ mệt, chỉ chết trầm cảm. Mọi người không có việc gia đình nhé, mọi người không có những cái việc mà vô bổ kiểu giết thời gian như này, thì chết lắm. Cái nem này nó bị gãy. Bị vỡ trứng. Không biết bên Mỹ họ thích ăn nem Việt Nam không, chỉ nghĩ là họ cũng thích đấy. Đó, một khay. Em thấy Tây người ta cũng về quán em ăn nem bình thường mà chị. Chị dự định làm gì vậy chị? Chị chả dự định làm gì cả em ạ. Sang đây chồng nuôi. Cái này hơi rách một tí. Có nhiều người nghĩ rằng là chị không hợp với nội trợ, nhưng không đúng đâu. Hợp với không là do mình thích ấy. Em thích làm hay không? Chứ làm gì có công việc nội trợ là hợp với những bà nội trợ. Em thích là em làm. Em thích là em sẽ làm được. Ví dụ tại thời điểm này thì chị sẽ làm được này. Tại vì chị chưa biết đường đi nước bước bên này. Nhập hàng làm sao, ship hàng làm sao, nói tiếng Anh như thế nào. Thì chị sẽ là người thích nội trợ. Chị phải thích nội trợ bởi vì là nếu chị không làm nội trợ lúc này thì chị sẽ bị rất là stress. Có những thời điểm em không có sự lựa chọn nào khác. Mấy bạn vô duyên cứ hỏi bạn làm gì, em bảo tao rửa bát và oxy. Bán phở ok em. Mình làm gì cũng được thu ạ. Nghĩa là mình không phạm pháp. Mình kiếm tiền một cách đàng hoàng thì em làm gì cũng được.
Em chỉ không nên nhiều chuyện, gây sự với người khác là được. Chúng nó kêu chị là nhiều hay nhiều chuyện, còn đi bảo người khác là không nên nhiều chuyện. Em nghĩ xem, chị xưa giờ chị có bao giờ đi vào live stream của ai chị nói cái gì không? Xong đi mẹ chúng nó có vào live stream của chị, chúng nó nói. Xong chúng nó là chị không được phép nói. Chúng nó vô duyên vãi đái luôn em ạ. Không cho chị nói luôn mới sợ chứ. Nhiều khi chị không biết là chị cần phải sống thế nào vừa lòng chúng nó luôn. Ví dụ như bàn luận một câu chuyện, ví dụ như bàn luận câu chuyện của bàn cưới người này, bàn cưới người kia chẳng hạn. Đấy. Ví dụ mình bàn, nó cũng cho mình bàn luôn. Mình bàn nó kia mình nhiều chuyện, còn nó bàn là nó được quyền bàn. Nhiều khi chị nghĩ, nếu mà 8 chuyện trên mạng ấy, là đặc thù của cái bọn vô học như chúng nó ấy, thì ok, chị đéo 8. Còn ai mà là không có nhu cầu nhiều chuyện hả em? Ai trên đời này cũng có nhu cầu nhiều chuyện hết. Mẹ mình cũng 8 chuyện đấy. Mình kể chuyện trên mạng, mình bàn luận câu chuyện trên mạng, đéo cho mình bàn luôn. Sao nó bảo mình là bãi cất nào giấu răng. Thế mà chúng nó không sợt xịt vào những cái đống cất của chị, sao chúng biết chị có giấu răng? Cái lũ lồn đấy ấy, là không thể nào mà hiền với chúng nó được. Ở nước ngoài là gì có chuyện sướng em, ở nước ngoài là khổ. Chỉ có cái an sinh xã hội của họ tốt hơn mình thôi em à. Ở nước ngoài làm sao mà sướng được. Ở nước ngoài là xa người thân, xa gia đình. Cái gì cũng phải tự làm. Làm gì có chuyện ở nước ngoài mà sướng điêu, làm thấy mẹ luôn, làm gì có phải nghỉ. Ví dụ nhá, ở nước ngoài em đăng ký ngày nghỉ là ngày này, đến cái ngày đó mà em có việc thì em định nghỉ, em định đổi ngày nghỉ, nhớ đổi cho em luôn, ở đó mà sướng. Mày ở nước ngoài làm là làm bục mặt ra chứ ở đó mà ăn cắp thời gian, rồi ăn trộm thời gian đi ra ngoài uống cà phê. Không mùa xuân đấy đâu nếu chị.
Nhà em toàn người bằng nọ bằng kia sang đây làm nail, bán phở, rửa bát. Thấy ông bà nội cũng đúng thôi, đầy người. Em chị thấy chuyện làm nail cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, chẳng có gì đáng phải nghĩ này nghĩ kia. Nhưng mà chị ghét nhất mấy má làm nail á. Chị nói thật luôn, làm nail hay làm bất kỳ nghề gì không có gì đáng xấu hổ nhé. Nhặt rác cũng không đúng xấu hổ. Nhưng mà chị ghét nhất mấy con dời ấy, mấy con mật lồn ở bên Mỹ này này, sang đây làm nail nhưng mà lại dám chê chị là con bán mắm tôm. Thì mẹ mày nói mà biết được số tiền chị thu được từ con mắm tôm một tháng là bao nhiêu tiền ấy, thì nó cũng mong bỏ con mẹ một nghề nail về làm mắm tôm. Mà em xin lỗi, bên Mỹ nó chỉ có hơn mình được một cái duy nhất, đó là an sinh xã hội, học hành cho con trẻ thôi. Ít mẹ chị chửi không biết bao nhiêu con đi làm nail bên Mỹ này rồi. Ít mẹ mày vào chê mình là chứ, mày là con mắm tôm, xin lỗi mày đi. Ít mẹ mày mắm tôm như tao, tiêu tiền cả quyển, đéo phải nghĩ. Mẹ không cần ai biết, chỉ cần mấy đứa nó làm, nó làm ở mấy cái ngân hàng ấy mà tôi gửi tiền ấy, nó sẽ biết tôi như thế nào. Ít mẹ mình nhiều con vào Facebook mình, ít mẹ chê mình chứ mày chỉ là con bán mắm tôm. Úi xồi ôi đủ má, tôi tưởng mày làm gì. Làm nghề gì cũng không đáng xấu hổ nhé. Mẹ mày xấu hổ nhất là những con ít mẹ mày chưa biết người ta bao nhiêu tiền mà khinh. Xin con mẹ mày lỗi luôn, chưa chắc chủ tiệm nail bên này đã giàu bằng em. Nói thế cho dễ. Bởi vì sao các chị dám tự tin câu này á? Bên này các chị có tìm cách trốn thuế cỡ nào không thể trốn bằng bọn em được. Tôi không cần biết các người thu nhập kiểu gì, nhưng mà ở với cái đất nước này này, trốn kiểu gì? Mẹ con có bà trốn cỡ nào, cái người làm nail là người dễ trốn thuế nhất. Ít mẹ mày không thể bằng được mấy con Việt Nam đâu. Nên cái chuyện em sang đây ấy, làm hay không làm không còn quan trọng nữa rồi. Cho con ngủ vẫn chăm xem chị like, chị đang tâm sự ấy. Có nhiều má làm nail bên này vào che tôi bà. Thủ mình bảo người ta cũng ước mơ chứ mày sống một cuộc đời như tao. Cái này không phải chảnh của mấy chị nhá, cái này không phải là chảnh mà cái này là sự thật. Mẹ các chị biết rồi, cái dân bán hàng ăn đấy, mẹ mà sáng tới chiều gặt, dân bán hàng ăn bên Mỹ, bên Việt Nam ấy, thì mẹ sáng tới chiều gặt, toàn được nợ tiền mấy con đầu nọng, mấy con đưa thịt, đưa rau, đưa cá, đầu má. Còn khách vào ăn là trả đủ tiền. Riêng cái tiền hàng mỗi ngày ấy, riêng cái tiền hàng mỗi ngày mà các cưng thu vào ha, và các cưng được nợ cái tiền nhập hàng, có nơi thì hay thích thì 2 tháng trả một lần, còn trung bình là 1 tháng trả một lần. Thì có biết là cái tiền người ta được là cái mượn cái tiền nguồn, người ta làm được bao nhiêu việc chưa? Nên mấy chị bên này là hay chê lắm, đổ nhưng mà mấy má đi làm nail bên này này mới đi được khoảng 20-30 năm, chê dân Việt Nam đủ. Về xem dân Việt Nam mấy bọn mà bán hàng ăn đấy, mẹ nó làm đến đâu rồi? Con bán mắm thì mấy hàng tôm hàng cá, thịt mẹ mấy con bán cá mà bán ở chợ, ở mấy cái chợ như chợ Bình Điền ấy. Úi trời ơi, thịt mẹ mày cũng mong là có một cái kiosk như nó, tôi mua cả tàng như mày luôn. Ủa má, tôi hay bị lắm, tôi hay bị dính phốt cái má ấy lắm. Mẹ mình làm nghề đéo thì cũng được các bạn,
bác nhập giác cũng được. Ở Việt Nam những người làm nghề nhập giác lao công, bán cây xăng hay bất kỳ nghề gì đều được tôn trọng. Đừng có đụng chạm vào cái gọi là ngành nghề người ta đi, mà em đến khi người ta chửi cho thì bảo người ta ấy. Tháng sau về lại Việt Nam, lại ghé trang Khàn An Ninh, lần này lại chị lại đi rồi. Vẫn phải ghé An Ninh, Nguyễn Linh Chanel. Thank you em. Nhiều khi không muốn chửi lắm chị, nhưng mà mẹ mà nhiều con nó thối, nó cứ làm đi đủ mà chứ nó. Là cái gì đấm tối cao với em lắm. Bịt mẹ mày gặp phải cơn chó điên của em thì thôi. Ra mẹ mình xong mà ở. Bịt mẹ em mà chửi ấy, nó ngóc đầu không nổi với em luôn. Xong mấy con ở Việt Nam thế địt mẹ. Mấy con ở Việt Nam chửi em cười cái đá đi ngồi. Có mấy con ở Việt Nam đầu má làm công nhân các bác, đầu má mà chửi em, đầu má nhìn nó nằm trong cái trắng mà đầu má cười sảng đá đi ngồi cho mình luôn. Ủa có nhiều con nó gan lắm nha. Đầu má làm công nhân, đầu má lời nhà trọ với bà. Đi vô phương quen chửi em chị không gì con mẹ. Lo kiếm tiền đi mấy con đi ơi. Ủa má là chửi mình như đúng rồi ấy. Đéo có nghề gì xấu nhé. Mày mày lao được ở Vinh Quang, nhưng mà ghét nhất mấy con lồn không biết mình là ai. Đồ má mình tưởng nó làm cho anh thấy thiệt nữa. Đồ má hôm qua có thằng mặt lồn kia nữa, thằng thợ hồ kia nữa, đổ má nó vào. Nó kêu mình là gì? Lại là con mắm tôm cho không đắp của địt con mẹ mình. Mình vào Facebook nó đi, mẹ nó đi làm thuê một ngày 300.000, ôi địt con mẹ nó. Mình nhận phụ hồ một ngày 300.000. Ai có việc gì gọi mình nha, có số điện thoại cái địt con mẹ cái thằng lồn. Mình tưởng nó thế nào? Đồ má đi làm phụ hồ mà cứ tưởng là bố nội của tôi không à. Đồ má làm phụ hồ, đồ má vào chửi mình ghê chứ. Tôi tưởng tôi bị bạn mà tôi được gặp mà con tổng thống. Vậy đó mới là. Vì mẹ như thằng trên răng thì cắt tút. Nhìn thì muốn nói rồi. Địt mẹ mà dám mạnh mẽ vào bảo mình cho không thèm. Ôi. Mấy thằng lồn nó không phải đi học nhà mới xoay đưa. Trước khi địt mở mồm nói người ta là cho không đắp thì phải xem mình là ai. Địt con mẹ thằng lồn cười chết. Đi mẹ nghèo không có tội đâu, nhưng mấy thằng lồn nghèo mà ngu ấy là có tội đấy. Nghèo chưa bao giờ là có tội nhé. Đi mẹ ai cũng đi lên từ nghèo khó cả thôi, nhưng mà đi mẹ mấy thằng nghèo mà ngu ấy là đi mẹ mày ghét lắm.
mấy thằng nghèo ấy mà không biết thân biết phận ấy, lo kiếm tiền đi, lo kiếm chuyện ấy. Bị chửi cho thì bảo là địt mẹ mình mất dạy. Mà đéo chửi chúng nó thì đéo được cơ chị. Cố lúc cái này thì to cái. Dạ em cảm ơn mấy 74 chị. Không nhiều thằng nó kỳ lắm nha. Nhiều thằng nó rất kỳ luôn đấy chị. Đầu má mình không gây sự với chúng nó luôn. Mình không quen biết chúng nó luôn. Đấy. Nó đi vào chúng nó nói như đúng rồi gia đình nhà mình. Dạ vâng, em cố gắng uống thuốc chị. Ồ, Tạ Thu Thu, em gặp Kiến với chị ở Hạ Long. Ô, thế là em... Úi dồi, thế em qua bên này mấy năm rồi đúng không? Địt mẹ người ta đi ăn chứ đi chơi Thu thấy không? Ai mà theo dõi Facebook em, địt mẹ chỉ có ăn đi chơi thôi. Làm thì làm, đéo làm thì thôi. Ít cái cuộc đời đéo cái gì phải khổ. Còn sang đây chấp nhận rồi. Cho con đi học thì phải chịu. Ờ, em sang chồng bảo lãnh ba mẹ con à. Bên đây là 4:10 đấy chị. Bên này lạnh ăn món này ok chị. Em thật với chị mẹ mày tính em nhé. Nhất là bé. Em đéo đụng ai thì xin là đừng đụng em. Không phải chị chiên nó không giòn em ạ. Nó rất giòn. Nhưng mà chị chiên nhỏ lửa để cho nó chín bên trong. Sang em đi bán phở mình thấy bà luôn. Thôi em ạ, cái gì cũng có cái giá của nó em ạ. Nhưng mà con gái mình được học hành đúng không em?
với cả là cái môi trường nó không tốt xích như Việt Nam. Em thấy công nhận đâu, em sang nước ngoài không được trẻ con thì mình phải lo lắng về cái môi trường mạng xã hội tốt xích độc hại. Xong chúng nó kêu em là mày chơi loại độc hại bịt mẹ chúng nó cắn lồn mình, xong mình chửi chúng nó bảo mình độc hại. Em mày mày mình làm đéo có thời gian mà đi vào xem cái lũ lồn đấy bịt mẹ chúng nó gây sự với mình, xong mình chửi cho nó bảo mình độc hại, đừng gây sự người ta. Tiến vào lớp 3 ấy. Em ơi, Việt Nam học trường quốc tế ấy, em cũng nhìn thấy rồi đấy, hàng bao nhiêu vụ việc khiến nhà chị học từ trường quốc tế sang trường công lập. Chị là người rất là chiêm nghiệm những cái chuyện này. Mình hiểu rất rõ nên là mới để cho em kiến ghi. Còn cái lũ nghèo hèn ngu ngục ấy, hay sủ hay tát mình ấy, nó tu 10 kiếp nữa không sống cuộc sống của mình. Thời nào cũng thế, tiền là quan trọng đối với cuộc sống, chỉ cần ta làm ra tiền cho bản thân ngươi được. Đúng rồi chị. Ui, tao sợ đéo, tao sợ chúng nó tát quá. Hiền. Chị mà sợ chúng nó tát chứ không là chị nữa rồi. Chứ chết mẹ rồi. Cháy mẹ em rồi. Bà mẹ cháy cho em rồi, Trang ơi, chứ chết rồi. Úi dồi, thôi Trang, thôi, bốn cho em này. Bốn cho em ra thôi đi Trang ơi. Bà Trang mà thì bác thôi, xong rồi. Gia đình ở bốn tên em. Ít ngoài. Đấy, tác phẩm bốn tên em, cháy thôi. Ít ngoài. Đây. Trăm lực rồi đeo cháy đâu. Ít ngoài, à cháy rồi. Đó, các bạn nhìn đây, tám cho cố một. Bà mẹ nó. Rồi. Để này chụp cho Louis. Anh ơi về ăn nem em nấu. Nhắn cho Louis. Anh ơi về ăn nem em nấu. Bịt mẹ. Cười sảng đát. Đây. Đang đẹp như giấc mơ đây.
Đây, đẹp như giấc mơ. Nịt mẹ. Chụp nha. Chụp cho Louis. Đồ má ta nói. Đó. Gửi cho Louis này. Vâng, chị Vivian liền đây. Chị Vian lên em ok. Chợ châu Á có ba chợ châu Á ở đây. Ở Việt Nam nó có máy Ziploc. Bên Đức có chợ Đồng Xuân nữa. Có bánh nan em. Ồ. Chị có biết bên này có gói bánh chưng không đâu?
Chị nghĩ bên Mỹ người ta cũng gói bánh chưng đấy. Xong đốt cháy nó lại cho nó không bị hư. Qua bên Mỹ á, múi giờ thì đơn giản mà. Múi giờ thì rất đơn giản. Cái gì mà sao thức sớm vậy em? Ông Chí Công, ông người rừng ở đâu xuống đây vậy ông nội? Người ta 4 rưỡi chiều cha. Tự nhiên cha, ông kêu người ta sao thức sớm vậy em? Cha đi ngủ cha. Ôm vợ ông nội. Người ta 4 rưỡi chiều. Em đâu còn ở Việt Nam nữa đâu anh Công. Bây giờ là ban ngày của em là ban đêm của anh đấy.
Trời ơi, Chí Lộc Quý Kiến. Chí Lộc dậy chưa để gọi điện buôn với Kiến nào? Dạ, con sao đây thích nghi giờ liền anh. Kiến đi được cái là em huấn luyện giờ rất chuẩn lắm. Đến giờ ngủ, đến giờ ngủ. Kiến được cái là ngủ theo cái chế độ. Trời ơi, hôm qua mà trẻ con Kiến nó khóc đó. Con Kiến lúc ấy hôm qua là nó biết là cái buổi đá bóng anh ạ, nó dậy rất sớm. 4 giờ rưỡi sáng nó dậy. 4 giờ rưỡi sáng bên này là 4 rưỡi chiều bên đó nó dậy. Ui là trời. Anh không tưởng tượng được đâu, nó cũng khóc. Trời ơi là trời. Lớp bà thua đám anh bà khóc, dầm trời mây khói. Em sang đây tự dưng em thành phụ nữ đảm đang anh ạ. Dầu thừa để nguội. Nó là dầu chiên bánh mà. Đó, bên này lạnh đó. Đó. Ở nước ngoài buồn lắm. Cây chết hết này. Lạnh quá mà. Đó. Hoa hết chết hết. Ồ, hình như đây tí tô à. Đó. Rau giết chết hết luôn. Lạnh này không trồng được gì đâu chị. Lạnh này không trồng được cây gì cả. Kiến á, Kiến phải qua lễ chị ạ. Ở đây bà ngoại rất là, bà nội rất là, mọi thứ rất là ấy nha.
Mẹ, mải rửa bát cháy bún của anh em. Em mua gì vậy? Để con đổ rác. Bây giờ con bê rác đi hả? Để con kéo ra đi kìa. Mày để đây con ạ. À. Kéo cái miếng ra. Quả ngô ở đâu đấy? Quả ngô. Đấy, mẹ chồng tôi đi đổ rác đấy. Bà không cho tôi đi. Ôi trời, mẹ cháu đổ rác. Để tôi dò với bà đi cỡ nào. Bà đi đâu vậy trời? Mẹ tin gì đấy? À, con nghĩ mình hé cửa này cho nó bay cái mùi rán ra. Con đứa biết mở cửa đấy. Cửa này á? Ừ, đâu? Mở cửa nào trời? Đây mẹ, nem mẹ. Ba cái kia con vô tình làm cháy đấy, nó con mải rửa đấy, cháy. Tí nữa cào thì cháy lắm nha. Ủa vậy là pizza dữ chưa? Thì pizza dữ chưa bà? Để gì cho chỗ pizza luôn. Vậy cho bây giờ cho con pizza. Bé ăn nêm pizza. Dạ. Ăn nêm ăn pizza. Dạ con dạ. Pizza không phải nhiều mà đội rồi, mẹ không biết làm sao mở bánh nướng đâu. Kiến ơi, đứng đây ngồi đây cho mình xin cái bức hình nào. Ngồi đây. Cầm cái này lên. Cười chạy tắm nè. Mọi người ơi, mọi người nhìn Kiến nhá. Xinh không nào? Trời ơi, sao cơ mặt nó này, úi dồi ơi. Con của mẹ đáng yêu xinh tình nồng. Cái gì? Là lại sắp thử mất 500 đô, 1000 đô rồi đấy. Đúng không bà nội? Cái gì?
Nó ra cái bột tớ chết luôn đấy. Đây. Hả? Sao nhiều này? Hai cái. Ủa cái này mình tự mình phải nướng lại nó hả? Hay làm sao vậy? Để nó mà tự nướng. Hình như con nghĩ là cho vào nướng với ông mấy bà. Có ai biết xài này em chỉ không bà? Nướng hả? Cái này đâu có nướng được, cái này bằng nữa. Hay là ăn cái này luôn? Không, nó phải nướng lên mẹ ơi, cái này là mỡ. Cái này là cái gì? Cái này là chỉ hấp thôi. Nướng là cái này nè. Chết mẹ nó to thế rồi sao? Hay mình cắt làm đôi. Đây bây giờ đã cực hẳn xong. Vui nha. Còn họ không biết luôn. Để mở cái này ra coi trước coi. Nó là cái gì? Nó là pizza. Biết rồi nó là pizza nhưng mà nhiều khi mình phải làm như vậy mình mới nướng hả? Phải cần nướng lên. Vâng đúng rồi. Nhưng cái lò nướng của nhà nhỏ quá. Đây có cái lò này con biết mở không? Mà không biết xài là nhà không dám xài. Đấy. Mình có mà lo gì, nhưng mà cái này bằng mũ đâu có nướng được phải không? Cho vào lò oven nướng cho giòn. Oven là gì mẹ? Oven. Oven là cái này nè. Nhưng mà mình không biết xài. Em cắt ra bỏ vào dưới bạc nướng em. Để, ok. Trời ơi, không ăn hết được đâu mẹ, hai mẹ con tôi không biết ăn. Mua cho con kiến đó. Vậy là mình cắt một tầy ra, cái mình bỏ này nướng. Okay. Đúng rồi. Vậy đi. Để ăn một ngày em ấy thì ăn một ngày vàng học một chàng khôn chứ. Thôi nhé mẹ làm thôi con chịu đấy. Mẹ đừng gọi là gì, đừng đề cao những sự ngu si của con về cái khoản này. Lò nướng để chế độ quạt 200 độ. Đọc hướng dẫn ở hộp đi, to lạnh cả lò nhà mày. Đừng có biết tao biết tiếng Anh còn đâu. Đọc hướng dẫn ở hộp và mày Quyên Lan Anh mày chơi khó chị à. Bây giờ mình có cần đẩy hết không ta? Hay là sao? Bỏ lên đây. Đúng rồi mẹ, con đi bỏ lên đây. Vậy được chưa? Hay là phân nửa cho nó? Thôi nó không ăn hết đâu, nó chỉ một miếng góc tư. Đúng rồi, một góc tư là nhiều nhất rồi, nó không ăn đâu mẹ. Bà nói không biết cái này nha. Cái bột nhà có một bột bọt đây, mình tự mình làm khi nó tươi. 425 độ F. Pizza Floren White Pottling Âu Wanson Owen. Ui giời. Đúng chưa mấy bạn? Nhiều xúc xích quá mẹ, bỏ bút vào đi. Không, mẹ phải bỏ cái này, con kiến nó không ăn quá hai miếng đâu, con biết con kiến. Vậy đi cho nó đẹp. Đẹp cái gì, nó có ăn đâu mà đẹp. Mẹ để đây nhỡ khi nào bố nó ăn bố nó đi vào nướng. Yeah. Đúng rồi, con biết lắm, con này là con phô mai dây, con mai sợi biết lắm. Rồi. Dạ, có cần đẩy này lên nữa không? Có cần đẩy không mấy bà? Có cần đẩy không? Chắc khỏi quá không? Con nghĩ vậy. Vậy đó, phải không? Đúng rồi. Thôi, cho ăn không. Rồi, bà làm gì bà làm? Bà ngoại làm gì bà ngoại? Bố nội. 450 độ hay là 250 độ? Đây này nó ghi là 425 độ hết. 425 độ thì ở đây 425 đây. Giờ xong. Rồi bà cho vào đây. Đây cái này chắc phải để phu sần lại ta. Phải phu sần lại mẹ ơi. Ừ. Không có phu sần lại. Phu sần lại. Không có ý con nói. Mình không ráp lại. Lại. Đây cái gì đây? Ai cho mình cái gì đây? Thôi con mẹ ơi, tôi không biết mấy cái món này. Độ dâng cao. Chịu. Lò nhỏ 370 độ thôi chị. 300 mấy hả? 370 độ thôi chị. Mẹ mẹ dòm đi. Phải canh không là nó cháy đó. Phải canh không là cháy đó. Cũng hãm cơ. Không ạ. Cái này để lạnh nó chân phải đẩy đá đâu ha. Để cho ngoài được không nha. Sao mày? Nó hai cha con nó còn bánh không.
370 độ thì khoảng 12 phút là ăn được. À, cái này bỏ vào tủ đá lại chị ơi. Bỏ vào tủ đá, tủ mát được không? Chị thấy bọn Costco nó để nguyên ngoài đấy này. Ăn có biết để đá à? Con nghĩ rồi mẹ. Bên không để đá. Ăn không hết thì để đá. Thôi cứ để đi mẹ. Con nghĩ rồi. Mai nướng cho bố nó một miếng. Cho bố nó ăn sáng. Để ba cái hộp này ra ngoài cho nó bay mùi mẹ. Cho nó nguội hẳn luôn. Để cho nhà mà mở tỏa ra. Cái dầu này mình bỏ luôn ta. Không không. Không. Cũng mình bỏ thì mình vô cái chai còn không bỏ đâu. Cái đấy mình chiên thoải mái. Phải bỏ tủ đá giữ được lâu, tăng tầng mát chỉ vòng một tuần ok. Ừ, quá. Trời ơi, chàng ơi, mày ho quá. Mai mốt chị mua lại trần nhỏ nhỏ cho kiến, mỗi lần ăn chỉ lấy một miếng nướng là ngon nhất, ok. Thông cảm, lần đầu mua. Không biết luôn, hai mẹ con tôi lần đầu. Cái này là không phải con chọn, là người chọn nha, cho mấy con chọn nha. Rồi, ôm nhau nào. Nhanh. Ôm. Nhớ quá rồi, yêu quá rồi. Tình yêu nồng cháy, tình cháy tình nồng. Ôi tình nồng say, ôi em say. Chị cái đầu con lại. Ý vì sao mà say? Ý sao mà say? Hả? Bởi vì mẹ sẽ kéo con chí, mẹ kéo miếng cái đầu con về đâu con. Yêu con tình nồng, là tình nồng say. Ngồi yên này bắt cháy nào, ngồi yên bắt cháy nào. Đau cái gì? Nổi mất đắp cho con rồi. Ok, mình cháy đi, mày phải cắt mình cháy nha. Đau rồi con lỡ tay con rửa bát nó cháy. Nào ngồi đây. Từ từ tôi xem nào. Có khi bà nội mắt kém mà chưa nhìn kỹ. Thế là bà được 20 con nhưng mà coi còn nữa không? Là mẹ bắt được 20 con là cháy luôn á. Không, có 2 con còn bọc bọc còn nhiều. Năm lát chẹt luôn. Hôm nay lúc nào ở Costco có bắt được một con cháy. Mẹ mà không bắt nào là lây vào mẹ đấy. Mỗi lần ngon mẹ nó hỏi gì đó. Cái gì? Tip foreign là đông lạnh. Tip retinarenting là ngăn mát. Ok, đọc nhìn chữ biết rồi không biết đọc. Các bác bổ túc tiếng Anh cho em. Thank you. Nó bị mặn không mẹ? Nhân bị mặn không? Hay nhạt? Đâu cái đấy có phải chấm nước chấm? Nước chấm mẹ. Ôi thằng nó lên rồi. Đến giờ tôi xìu xìu đây này mà kiến này.
rồi, đây rồi, này. Con chắc chắn là quả trứng chắc này. Ừ. Đó. Nó nhỏ hàng chục con mà hai con còn kêu hoặc còn không có kêu. Mang cháy sang tận nước Mỹ. Ui rồi đây rồi. Còn con mẹ nó rất to chứ lại nó đặt ở trên lớp một tay cho con chứ đừng có con mẹ. Thì đúng rồi, thì các bạn lấy cho con đi rồi con vác cháy sang tận Mỹ. Thật là một món quà tuyệt vời cho đất nước Mỹ. Ủa này trời. Thế trên đầu mình là mình mang nó lên. Thì con có muốn mang. Thì dĩ nhiên là con không muốn mang đây này, tại tạch này. Đó, tạch. Sợ thật. Nhìn phát biết con cháy nào, con cháy trứng, con nào trứng chắc luôn. Cái này con mình có treo cái gì treo không treo mình cũng được. Tới lúc đó mình cặn cái đầu treo cũng con. Không treo mình cũng được cọc sẵn dây, muốn treo gì treo đây. À không, mẹ cho con mượn cái đấy. Cái đấy để con mẹ tìm con cọng dây để con buộc cái biển live stream của con. Ở Mỹ bị cháy nó không cho đi học kìa. Ok. Máy với tin rồi đi, sạc pin này. Các bác ngủ đi.